Tập 21. Về rồi sao? Ta về rồi. Về là tốt rồi. Đi đường gió bụi mệt mỏi, tại thấy nàng gầy đi nhiều. Ta đã chuẩn bị cho nàng nhiều đồ ngon, nàng xem có thích hay không. Ta chỉ đi có mấy ngày thôi mà, gió bụi mệt mỏi gì đâu. Nếu ai khác nghe được lại tưởng là ta yêu ước mong manh. Là một nữ tử, mong manh là chuyện bình thường. Nào, đi thôi. Quynh về rồi hả? Ta đợi Quynh lâu lắm rồi. Cô tới đây làm gì? Ta chỉ muốn tới thăm Quynh, xem Quynh có thiếu thứ gì không, để ta giúp Quynh chuẩn bị thêm. Ta không thiếu gì hết. Về đi. Hả? Nè, Xích Dân à, vậy Quynh muốn ăn trái cây gì? Ta sai người tìm cho Quynh. Không hứng thú. À, vậy Quynh... Quynh gì mà Quynh, không phiền hả? Có thời gian thì giúp Hạo Hứa Lão Quốc Sự đi, đừng có cả ngày chạy tới đây. Ta chính là tự nguyện tới, ta chỉ muốn tới thăm Quynh, có cao quý gì đâu. Nhìn cũng không được sao? Cút! Không rảnh quan tâm. Thượng Hy muội muội, tâm trạng Xích Dân không tốt, muội đừng có để ở trong lòng. Sao Quynh lại nói như vậy với Thường Hy? Ta nói vậy thì sao? Dù sao đó cũng là muội muội của Quynh. Muội ấy thích Quynh, kiểu này kéo dài nhiều năm sẽ dần đánh mất tự tôn. Nhưng thích Quynh không có gì là sai. Tất cả đã sống cùng nhau nhiều năm rồi, cũng là có tình cảm. Mong Quynh đừng làm tổn thương muội ấy. Phụ dân ta hai ngày nay hỏi nàng ở đó ra sao, ta nói là mọi việc rất thuận lợi, phụ dân mới yên tâm. Ta đi lâu quá nên phụ hoàng không vui sao? Sao có thể chứ, phụ dân rất thích nàng nên mới để tâm như vậy. Địa Âm và Hàm Yến còn cảm thấy ghen tị nữa kìa. Tại ta quá nhạy cảm, luôn cảm thấy mình làm chưa tốt. Đây là chùy thủ ta vẽ ra mà. Chàng làm xong rồi sao? Phải. Đáng tiếc là thời gian gấp gáp, cho nên hình dạng cũng tạm đẹp đẽ. Chàng cũng khiêm tốn quá. Hoa nhược mộc trên chùy thủ này giống y như thật. Thân kiếm sáng như gương soi. Trong một thời gian ngắn mà làm được như vậy, chỉ sợ trong đại quan này cũng chỉ có mình Lăng Dân Thành Luân làm được. Nếu nàng còn khen, ta sợ mình bay lên trời mất. Ta khiêm tốn cũng là có đạo lý của mình. Chủy thủ này được ta dùng hàng băng thiết, nước than cốc, lửa mặt trời để luyện thành. Vật liệu tốt như vậy, nếu như đủ thời gian, dù là một thanh trường kiếm cũng là hoàn toàn có thể. Vật này tặng cho tứ tẩu, nữ nhi dùng để phòng thân là tốt nhất rồi. Đúng rồi, khi nào chúng ta khởi hành? Ta sốt ruột lắm rồi đó. Ta chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi nàng về là có thể xuất phát. Sao vậy? Không có gì. Chàng tốt với ta quá, làm ta nhớ tới tứ ca của mình. Ta muốn được sớm trở về nhà. Nàng muốn về khi nào cũng được. Vậy
mai chúng ta khởi hành được không? Đương nhiên. Lần này Quynh gặp được A Mệt không? Đừng nhắc tới nàng ấy nữa. Hai người bọn ta không liên quan tới nhau. Từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ gặp mặt lại nữa. Ta không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ta nghĩ hẳn muội ấy có nỗi khổ riêng. Chúng ta đều sinh ra trong Dương tộc, có rất nhiều chuyện không thể tự quyết. Quynh đừng hận muội ấy. Đâu phải là chuyện gì cũng như vậy. Thiên hạ này ai dám ngăn ta và nàng ấy bên nhau chứ? Ta giết hắn là được. Chỉ là nàng ấy đã thích tên Thành Luân kia rồi. Nếu phụ mẫu huynh đệ muội ấy ngăn cản thì huynh cũng giết họ sao? Giờ nói gì cũng muộn rồi. Ta đã hết hy vọng với nàng ấy. Nói đi, muội tới tìm ta có chuyện gì? Là chuyện lần trước ta đã nói với Quynh, chuyện ta với Cảnh Thời. Tướng quân Lăng Vân sao? Ừ. Ta muốn gả cho Quynh ấy. Muội nghĩ kỹ chưa? Ừ. Đó là lựa chọn của muội. Muội cần tới giúp cái gì? Quynh luôn thẳng thắn như vậy, ta hy vọng Quynh giúp Hậu Hứa ổn định địa vị của mình ở tộc Quyền Mục. Như vậy ta mới có thể yên tâm ở bên cạnh của Cảnh Thời. Muội yên tâm đi. Với quan hệ của ta và Hậu Hứa, ta sẽ cố gắng hết sức giúp muội. Tình nghĩa này ta sẽ khắc vào tim. Đại ca. Vậy rồi sao? Đại ca không vui gì hết. Đã biết đường đứng đây đợi bọn muội, chắc cũng dùng linh lực cảm nhận thấy bọn muội rồi. Đã một thời gian không gặp, phong thái huynh vẫn như xưa. Ở đây là Tuyên Dương, bây giờ huynh là nữ tế sang nhà. Theo bổn phận mà nói, có phải là huynh nên xưng hô ta một tiếng đại ca? Đợi khi nào huynh đánh thắng ta rồi nói. Chọn ngài không bằng gặp ngài. Đi. Thiệt tình mà, lại đánh nhau nữa rồi. Hai vị công tử đã đánh nhau nhiều năm rồi, đừng mỗi lần gặp nhau đều hơn thua như vậy được không? Dương Cơ, người khuyên bọn họ đi. Họ muốn đánh đi mà kệ họ đi, ai mà ngăn được. Ta muốn gặp mẫu thân và tứ ca của ta. Dương Cơ, đợi ta đi với. Ta biết rồi. A Mịch. Tứ ca. A Mịch. Tứ ca. Ta rất là nhớ muội. A Mịch, đã thành hôn lâu vậy rồi, sao chẳng khác gì hài tử như trước đây vậy? Đúng rồi đó. Ở trước mặt mọi người, con lúc nào cũng là hài tử mà. Đó, để xem nào. Tứ ca, nhìn huynh có bộ dạng tân lang rồi đó. Chúc mừng tứ ca. Muội đó nha, tại sao mới về là ức hiếp tứ ca rồi chứ? Mẫu thân à, người hãy nói muội ấy đi, sao mới về là ức hiếp con rồi? A Mịch, mai là ngày đại hôn của Tri Nhược rồi, con đừng ức hiếp tứ ca nữa. Mẫu thân, tứ ca sắp có tẩu tử yêu thương rồi, người phải thiên vị con hơn mới phải. Lẽ nào Thành Luân không thương muội sao? Vậy mà ta lại nghe được không ít chuyện về hai người đâu. Mẫu thân, người coi kìa, tứ ca ức hiếp con, người phải giúp con đó. Ta ức hiếp muội hồi nào chứ? Quynh muội hai con đúng là không ai thua kém ai mà. Muội đó nha, muội chỉ biết ức hiếp người khác thôi.
Mùi đó. Dám chọc mùi hả? Dám chọc nè. Đáng đời huynh. Thực lực của đội quân chúng ta càng ngày càng mạnh, vì trước đây đã dùng chiến lược trưng binh rất chính xác hay sao? Con cháu gia đình Bần Hàn chỉ cần có tài, chúng ta nhất định sẽ trọng dụng. Trong dương tộc đã có nhiều người bất mãn, có nên dừng sách lược này lại hay không? Dừng sao? Có thể khuếch trương thực lực của tộc Quyền Mục như vậy, tại sao phải dừng? Bệ hạ, thần lo là nếu tiếp tục sách lược này sẽ dẫn tới bạo loạn trong dương tộc. Ta cho rằng chỉ cần bệ hạ vượt qua họ, lựa chọn đúng người, dù chiêu mộ bao nhiêu người, bọn họ cũng sẽ không bất mãn, nên không cần phải quan tâm suy nghĩ của họ. Nhân lúc bất mãn của họ mới chỉ thể hiện bằng lời, chúng ta tranh thủ thời gian chiêu mộ. Tương lai của Quyền Mục đều nằm trong tay những binh sĩ có chí này. Chí thần vẫn thấy không thỏa đáng, vẫn mong bệ hạ ra quyết định. Còn ta thì rất tán đồng suy nghĩ của Xích Dân tướng quân. Trước đây chúng ta coi thường Tuyên Dương, cảm thấy họ khinh thường lễ nghĩa, gan tàn bạo ngược. Nhưng ở hiện tại, bộ tộc không so đo xuất thân của tướng lĩnh này lại đang ngày càng lớn mạnh. Ta tán thành suy nghĩ của tỷ tỷ và Xích Dân. Ngày mai là ngày tứ dương tử tri nhược của Tuyên Dương đón thê tử của tộc trưởng tương lai của tộc Thiệp Hạ. Sự hùng mạnh của Tuyên Dương chẳng phải là do họ phá vỡ hạn chế về đẳng cấp hay sao? Nếu như bệ hạ đã quyết định rồi, thần tuân lệnh. Thần tuân lệnh. Sao lại một mình ra đây? A Mịch đi gặp Tri Nhược rồi. Hai đứa từ nhỏ đã thân thiết, cả ngày cứ dính lấy nhau. Đôi lúc ta ngưỡng mộ các huynh. Từ nhỏ ta không có mẫu thân, cũng không có huynh đệ ruột thịt. Từ nhỏ phải cẩn trọng lời nói, đề phòng các huynh đệ khác ám toán. Vì ta luôn cho rằng dương tộc ở đâu cũng như vậy. Nhưng mà khi thấy các huynh bên nhau hòa thuận, quá ra giữa các huynh đệ tỉ muội cũng có thể vô tư cười đùa, vui vẻ đầm ấm. Đúng vậy. Bây giờ thì chắc huynh đã hiểu cả đời ta muốn bảo vệ thứ gì rồi đúng không? Có đôi lúc chỉ đơn giản là niềm vui gia đình quây quần, nhưng mà ta lại thấy là thứ quý giá nhất trên thế gian này. Tuyên Dương, xin chúc mừng. Đa tạ. Mời vào. Xin chúc mừng. Chúc mừng. Xin đa tạ. Xin chào. Xin đa tạ. Chúc mừng. Chúc mừng. Hôm nay chúng ta thật nhiều khách. Xin chúc mừng nha. Xin đa tạ. Xin mời vào. Mời. Trưởng Dương cơ tới. Huynh ấy mặc áo choàng đỏ, lẽ nào huynh ấy đã đến đó sao? Đa tạ Xích Dân đại nhân, Dân Tang điện hạ và các vị bằng hữu ở Quyền Mục tới tham dự hôn lễ của Tri Nhược. Xích Dân đại nhân, lâu rồi không gặp. Dân Tang tỷ tỷ, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Dương Tử Phi tất cả vẫn ổn chứ? Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, mọi vẫn ổn. Khôn Bốc bái kiến Dương Tử Phi. Bái kiến Khôn Bốc đại nhân. Dương Cơ gần đây khỏe chứ? Nữ tử sau khi xuất giá phải theo họ phu, phải gọi là Dương Tử Phi. Tất cả đều ổn. Không biết lúc Dương Tử Phi và Dương Tử Ân Ái có thỉnh thoảng nhớ tới tình lang cũ hay không? Tứ Dương Tử điện hạ tới. Tân nương tử tới rồi, chúng ta ra đón tân nương thôi.
Quá đẹp quá, đúng là đẹp thiệt nha, đúng là xứng đôi với nhau. Đúng vậy, đẹp quá. Cô nương hãy cầm chắc dải lụa đỏ, theo tân lang bước lên bậc thang vào đại điện, từ nay về sau sẽ là người của Tuyên Dương. Cô nương à, để lỡ giờ lành không có tốt đâu. Ta là Diệt Ly của tộc Thiệp Hà, hôm nay sẽ gả cho Tuyên Dương Tri Nhược của tộc Tuyên Dương các vị. Đa tạ các vị đường xa tới đây tham dự hôn lễ, cũng mong các vị sẽ làm chứng cho hai chúng ta. Nữ nhi Thiệp Hà bọn ta một đời chỉ chọn phu một lần, ta thành tâm thành ý theo huynh một đời một kiếp, không biết huynh có bằng lòng một đời một kiếp này chỉ có ta là thê tử hay không. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Sau này ta sẽ là tộc trưởng của Thiệp Hà, tộc nhân bọn ta sẽ chiến đấu bảo vệ ta tới khi còn một người duy nhất. Ta cũng sẽ bảo vệ bọn họ chiến đấu tới khi chỉ còn một giọt máu cuối cùng. Nếu chàng thực sự lấy ta thì phải cùng ta bảo vệ họ, có được không? Ta chỉ biết Tuyên Dương Tri Dược này từ nay về sau chính là phu quân của Diệt Ly. Ta sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo vệ cho nàng. Từ nay về sau, Diệt Ly và Tri Nhược phúc họa cùng chịu, sống chết có nhau. Diệt Ly, để ta giới thiệu với nàng, đây là đại ca của ta, Tuyên Dương Dục Thận. Đây là tiểu muội của ta, Tuyên Dương Dược. Còn đây là muội phu của ta, Lăng Vân Thành Luân. Sau này chúng ta đã thành người một nhà rồi. Chào đại ca, chào tiểu muội, chào muội phu. Tứ tẩu, đây là chuỷ thủ muội và Thành Luân cùng làm ra để tặng cho tiện, hy vọng tiện sẽ thích. Phàm là những người lãnh quân dẫn binh đều muốn có một binh khí do xích dân tạo nên, còn những hiệp khách lãng du đều muốn có một bội kiếm do Lăng Vân Thành Luân làm ra. Lễ vật này đúng là quá trân quý, đa tạ muội. Ta chỉ có công làm ra, còn tâm ý nằm trên đồ án của A Mịch. Hoa nhược mộc nở, hy vọng tỷ sẽ thích. Ta thật sự rất thích, đây là lễ vật mà ta thích nhất. Tuy đây chỉ là vòng tay gỗ bình thường, nhưng bên trên đó có lời hứa của nữ nhi Thiệp Hà. Khi muội gặp khó khăn bất cứ lúc nào, họ đều sẽ che chắn cho muội. Đa tạ tẩu. Tri Nhược, hôm nay là ngày đại hỷ của đệ, ta biết là đệ đã trưởng thành rồi. Tốt lắm. Phụ dương và phụ mẫu đang đợi bên trong, đệ hãy vào khấu đầu hành lễ đi, đừng để họ đợi lâu. Dạ, đệ ca. Ta ra bên ngoài đón khách, chàng vào trước đi. Được, chị nặng nhanh lên. Người đưa khách đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho hôn yến tối hôm nay. Dạ, Dương Cơ.
Thật không ngờ huynh ấy vẫn mặc áo choàng mà ta tặng. A Mịt, dân tang đi tiễn. Sao vậy? Ta thấy muội không được vui. Hôm nay là đại hôn của tứ ca mà, sao muội có thể không vui? Cưỡng mộ Diệt Ly quá, mặc sức lựa chọn muốn yêu ai thì yêu, không thích chia sẻ trượng phu với nữ nhân khác, liền thẳng thắn kiên quyết bắt tứ ca muội phải thề. Tứ ca muội cũng rất thành tâm, biết rõ phụ vương sẽ giận, nhưng vẫn quả quyết lập lời thề. Ngưỡng mộ người khác làm gì? Quyền Mục Dương hào hứa là đệ ruột của tỷ, ngày ấy sẽ không làm tổn thương tỷ bao giờ. Nếu tỷ xuất giá, Cảnh Thời cũng sẽ không do dự mà thề một đời một kiếp cùng tỷ đầu bạc răng long. Được lắm, lại quay sang trêu chọc tỷ rồi. Xem ra chuyến đi của Cảnh Thời tới Quyền Mục Sơn không phải là công cốc. Hai người làm lành rồi hả? Ừ. Vậy hai người chừng nào thì mới... Chừng nào thì mới gì chứ? Chừng nào thì mới thành hôn? Tỷ là Dương Cơ Quyền Mục, tuy gả cho Cảnh Thời tướng quân thì hơi thiệt thòi, nhưng mà chuyện tình cảm không cần quan tâm người ta nói cái gì. Chỉ cần Cảnh Thời tướng quân kiên trì, muội tin Thành Luân sẽ hết lòng giúp đỡ. Ừ. Cảnh Thời thì không nghĩ nhiều đâu, trong lòng huynh ấy hoàn toàn không hề xem tỷ là Dương Cơ. Huynh ấy nói rồi, chỉ cần ta gật đầu sẽ lập tức lên Tử Kim đỉnh xin hảo hứa ban hôn. Vậy sao tỷ còn chưa chịu? Hảo hứa là một đệ đệ tốt, có chuyện gì cũng nghĩ cho tỷ. Chính vì tốt tới như vậy, sao tỷ có thể đòi hỏi gì hơn? Muội cũng biết tính của Hảo hứa rồi, làm Quyền Mục Dương vô cùng khó khăn, bọn đồng tranh như hổ đói rình mồi, không coi để ấy ra gì. Ta ở lại mới trấn trụ được họ mấy phần. Nếu giờ tỷ xuất giá gả cho một tướng quân ngoại tộc sẽ rất bất lợi cho Hảo hứa. Nên tỷ nói với Cảnh Thời rồi, để quên ấy đợi tỷ thêm một thời gian. Tỷ tin không bao lâu nữa Hảo hứa dưới sự phò trợ của Xích Dân nhất định sẽ kiểm soát được đội quân của Quyền Mục. Tới lúc đó rồi tỷ sẽ có thể yên tâm cùng Cảnh Thời cao chạy xa bay, và tỷ lúc đó sẽ có thể làm một người lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp, cả ngày chỉ trầm mê trong chuyện lông gà vỏ tỏi, là một nữ tử nấu một chén canh cho phu quân. Muội chúc mừng tỷ tỷ. Tỷ đã vì phụ vương, đệ đệ và muội muội của mình hao tâm suốt nhiều năm qua, giờ tới lúc nên lo cho mình rồi. Còn muội, từ nhỏ đã mạnh mẽ ngang bướng, lẽ nào sau này vẫn nghe lời phụ vương sắp xếp sao? Muội đã có dự định của mình. Tỷ xem, hôm nay tứ ca vui như vậy, từ nhỏ tới lớn huynh ấy luôn nhường nhịn muội, bảo vệ cho muội. Bây giờ tới lượt muội nhường huynh ấy, bảo vệ huynh ấy, để huynh ấy có thể yên tâm bên nữ tử mà mình yêu thương. Chỉ cần tứ ca và mẫu hậu bình an, đó là hạnh phúc lớn nhất của muội rồi. A Mịt, muội trưởng thành thật rồi. Ai cũng phải trưởng thành mà, dù sao trưởng thành cũng không có gì không tốt. Hôm nay tứ ca vui như vậy, muội mới hiểu được rằng hóa ra niềm vui của người khác mới là điều vui nhất, quan trọng hơn niềm vui của chính mình. Tỷ tỷ rất mong muội được vui vẻ. Được rồi, A Mịt, tỷ có gì cần phải xử lý, muội bao lên đài xem lễ đi, đừng bỏ lỡ hôn lễ của tứ ca. Dạ được, vậy tỷ làm việc đi nha. Muội phải vui vẻ lên. Dịch chính càng khôn, phu phụ bắt đầu một luân lý. Thơ ca gọi đủ, hôn nhân bắt nguồn từ dương hoa. Cho nên chim phượng kêu vang, lửa cháy rực tới nằm kiếp. Đào tươi sáng rực, hòa thuận với nhau trăm năm. Này Tuyên Dương quân Tri Nhược, Thế Trạch Di Phương tiếng tâm sẵn có. Nữ tộc Thiệp Hà, danh môn Thục Mỹ, tú các danh thù,
cho phép gọi trai tài gái sắc vẹn toàn, kết thành quan hỷ hòa thuận bên nhau. Tăng lên hồng án chi quan, kết thành phụng nghi chi hảo. Lúc này lương thần mỹ cảnh, quan ngôn gia lễ, cổng hiệp sướng tùy. Vào động phòng hỷ ngập tràn, đèn hoa rực rỡ, lòng người đều thấy vui mừng, sinh ca điệp tấu. Ngày vui này, nghị thức nghị gia, muôn đình nát mà vẫn sang. Ngài cũng nhận được tin Hạ Đồ Lạc Thư sao? Ta nhận được lệnh của Độc Tranh, Hạ Đồ Lạc Thư xuất hiện ở Ngô Uyên, ta muốn lập tức ở đó. Ác hẳn Lan Dân và Tuyên Dương cũng nhận được tin rồi, chúng ta mau hành động thôi. Khoan đã, Dân Tan còn rất yếu, ở lại Tuyên Dương thì tốt hơn, nếu đi khó tránh động tĩnh quá lớn. Hơn nữa, tuy tin tức không phải bí mật gì, nhưng thái độ ngoài mặt vẫn phải làm cho tốt. Ta không đồng ý. Lần này đường đi nguy hiểm, nếu như cần phải giao thủ sẽ không ai chịu thủ hạ lưu tình. Thêm một người là thêm một lực lượng. Trưởng Dân Cơ nên ở lại đây. Xích Dân Đại Nhân nói không phải không có lý. Trưởng Dân Cơ cứ yên tâm, có Xích Dân Đại Nhân, phần thắng của quyền một chúng ta sẽ lớn hơn. Vậy cũng được, các ngươi phải cẩn thận. Xích Dân, yên tâm đi, Nhược Cương ta chỉ mong một đời an ổn, không muốn sưng bá đại quan. Đi lần này chính là để giúp Hạo Hứa. Được, vậy quên cẩn thận. Trưởng Dân Cơ bảo trọng. Con vội vội vàng vàng ra hiểu rời khỏi cung điện, rốt cuộc là có chuyện gì? Kim Kê canh giữ Hà Đồ Lạc Tư xuất hiện ở Ngưu Nguyên. Hơn nữa chuyện không còn là bí mật nữa, các tộc đã phái cao thủ tới đó rồi. Nhi thần xin lệnh lập tức tới Ngưu Nguyên. Hà Đồ Lạc Thư liên quan tới an nguy của các tộc đại quan, không thể chậm trễ, lập tức lên đường lấy Hà Đồ Lạc Thư về cho Tuyên Dương. Dưới thần tuân lệnh. Dục thần, con tuyệt đối cẩn thận. Dạ. Dương Cơ, xin Dương Cơ dừng bước. Bái kiến Dương Hậu, bái kiến Dương Cơ. Từng ba bá sao lại hốt hoảng như vậy? Dương Cơ, bệ hạ mời người tới tẩm cung gặp mặt. Ba bá có biết là chuyện gì hay không? Dương Cơ thứ tội, di thật không biết. Có lẽ là phụ Dương nhớ con thôi. Con mau đi đi. Vậy cũng được, con đi một lát rồi quay lại với người. Con đó, chỉ biết cả ngày xoay quanh ta mà thôi, phải ở bên Thành Luân nhiều hơn chứ. Con đi gặp phụ Dương đã. Phụ Dương. À, mình tới rồi sao? Lại ngồi đi. A Mịch, Lăng Vân Thành Luân có tốt với con hay không? Dạ, ngay rất tốt với con. Vậy tốt rồi, tốt rồi. Ta nói rồi mà, con gả cho Lăng Vân Thành Luân tuyệt đối là một lựa chọn chính xác. Nó sẽ yêu con giống như ta và mẫu hậu của con vậy đó. Phụ Dương nói phải. À, phu thê hai con hòa thuận là ta yên tâm rồi. Vậy có một số chuyện cũng đã tới lúc nhắc đến. Ta vẫn mong sớm được ôn ngoại tôn đề. Phụ Dương à, những chuyện này con đã có tính toán riêng, không thể nào vội vàng được. Con và Thành Luân đều là dương tộc huyết mạch thuần chính. Linh lực Thành Luân cao cường lại ân ái với con như vậy, theo lý mà nói, hay như vậy đi, nhân lúc các con ở nhà chưa đi, ta sẽ cho nữ y kiểm tra thân thể các con. Có khi nào
Phụ Dương biết bí mật giữa mình và Thành Luân không? Hoặc là đã nghe được chuyện gì của mình và Xích Nhân? Các con thành hôn đã lâu, con thân là Đại Dương Tử Phi, mà chuyện này mãi không có động tĩnh. Phụ Dương, những chuyện này là do trời định. Nếu duyên phận của con và hài tử đã đến thì sẽ có thôi. Vậy là ta lo nhiều rồi. Vừa rồi có tấu báo nói Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện ở Ngô Nguyên. Tộc Mộc Thanh của mẫu thân con tuy chưa có dương vị, nhưng mà địa vị đã từng ngang bằng với Nguyệt Mục Lăng Vân, đều là trọng thần dưới trướng bàn cổ đại đế. Mẫu thân con từng nói với ta, nhà Mộc Thanh có tương truyền Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn không phải chỉ là một địa đồ, bên trong còn chứa bí mật lớn khi bàn cổ tách rời trời đất. Ta nghĩ đây mới là nguyên nhân khiến Quyền Mục và Lăng Vân huy động nhân mã rầm rộ như vậy. Tuy ta không tin những chuyện vô căn cứ này, nhưng Hà Đồ Lạc Thư tuyệt đối không thể rơi vào tay họ, lỡ như là thật, vậy thế cục đại quan sẽ hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của chúng ta. Truyền thuyết này hàng ngàn năm trước không biết đã truyền bao nhiêu lần rồi, không biết lần này là thật hay là giả. Dù là thật hay giả, Tuyên Dương thà quỷ đi Hà Đồ Lạc Thư chứ không để rơi vào tay của họ. Lỡ như Quyền Mục có được, vậy Tuyên Dương diệt vong là chuyện ngay trước mắt. Chuyện này liên quan tới an nguy của cả Tuyên Dương, Phụ Dương buộc phải cẩn trọng. Ta đã phái đại ca con dẫn theo thủ hạ tới Ngô Nguyên, còn phu quân con là Thành Luân cùng với Lăng Vân Địa Âm Hàm Yến và Xích Vân của Nhược Cương, Quyền Mục đồng tranh, Khôn Bốc Hương Mang đều đã gấp rút tới Ngô Nguyên. Ta không yên tâm dục thần, đang định phái Tri Nhược đi giúp nó một tay, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng. Tuy con là nữ nhi, nhưng đầu óc lanh lợi nhạy bén, ta muốn nghe ý kiến của con. Hôm nay là đại hôn của tứ ca, sao để tứ ca tới Ngô Nguyên được đây? Phụ Dương, con xin người được tới Ngô Nguyên. Đêm nay là đêm tân hôn của tứ ca, con không muốn tứ ca tứ tẩu mới thành hôn lại phải nếm tư vị xa trời. Linh lực của con tuy không bằng tứ ca, nhưng Thành Luân với con là phu thê, con nghĩ mình có thể ảnh hưởng tới chàng. Huống chi chuyện này chỉ sợ cuối cùng là đấu trí, không phải đấu dũng. Phụ Chương tuy không có ít nữ nhân bên cạnh mình, nhưng mà người hiểu được tâm tư của ta lại không nhiều. Phụ Dương, tuy con đã xuất giá, nhưng con mãi mãi là nhi nữ của người. Người cứ để cho con đi. A Mịch à, vậy khổ cho con rồi, nhưng con phải nhớ an nguy của con và dục thần mới là quan trọng nhất. Kế đó mới tới Hà Đồ Lạc Thư. Nhi nữ đã hiểu. A Mịch, nhất định phải chú ý an toàn, gặp nguy hiểm thì đừng miễn cưỡng. Dạ, Phụ Dương. A Mịch bái kiến nhị nương. A Mịch có việc phải đến Triều Dân Điện, không thể làm phiền người. Chuyện của Tam Ca, cúi xin người nén đau thương. Ta là nhị nương của ngươi sao? Ngươi đừng đắc ý, ta nhất định sẽ khiến độc phụ tâm tư như rắn độc Mộc Thanh Liêu Nhược kia phải nếm mọi đau khổ. Người nói vậy là sao? Đại ca ngươi hại chết quy nhi của ta, ta sẽ không tha cho các người đâu. Người nói bậy gì vậy? Tam ca lại tử trận, sao do đại ca hại chết được đây? Chính là nó.
Nó đã muốn tiêu diệt Quy Nhi từ lâu. Đại ca ngươi muốn báo thù thay vị ca Trường Du của ngươi. Nó hận Quy Nhi đã thiêu chết Trường Du. Nhất định là nó. Người vừa nói gì? Nhị ca cho tam ca thiêu chết sao? A Mịch, tam ca chết nên mẫu thân kích động quá độ. Thường nói những lời quan trường, muội đừng để trong lòng. Cửu ca, sao con lại nói nở cho nó? Đừng quên ai đã hại chết ca ca duy nhất của con. A Mịch, mẫu thân ta đau lòng quá độ, để ta chăm sóc là được. Muội bận thì đi đi, cửu ca không tiện. Nếu đã như vậy, muội xin phép được cáo từ. Mình và cửu ca trạc tuổi nhau, lại học cùng sư phụ. Lúc nhỏ sớm chiều bên nhau, thân thiết vô cùng, tình cảm sâu đậm. Nhưng mà hôm nay càng ngày càng xa cách. Ngô Uyên, Kim Kê xuất hiện ngay bên dưới. Cao thủ các tộc đã vào trong rồi. Ngươi ở đây chờ ta. Ta cũng muốn đi cùng ngươi. Không được, linh lực của ngươi quá thấp, vào đó sẽ bị nuốt chửng đó. Nhưng mà... Không nhân gì hết, ở đây đợi ta. Mẫu thân, con mới gặp Phụ Dương sao? Phụ Dương con nói gì với con? Cũng không có chuyện gì, chỉ là nói chuyện thường ngày thôi. Con hỏi Thành Luân có tốt với con hay không. Vậy con trả lời ra sao? Thành Luân đương nhiên là tốt. A Mịch, con thấy bây giờ mình có hạnh phúc hay không? Cuộc sống tốt hơn con tưởng tượng rất nhiều. Vậy thì tốt. Cuộc đời là mình sống cho mình. Có thể Lăng Vân Thành Luân không phải người con yêu, nhưng mà nó là người có thể cho con cuộc sống tốt nhất. À, mình đã hiểu rồi. Mẫu thân. Không sao. Ngươi đừng đắc ý, ta nhất định sẽ khiến độc phụ tâm tư như rắn độc kia mọc thanh liêu dược phải nếm mọi đau khổ. Mẫu thân, sau này đừng may giá như vậy nữa, không tốt cho mắt. Người phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Được, nghe lời con. Vậy hôm nay ta không có theo nữa. Đúng rồi mẫu thân. Có thể là con sẽ phải xuống núi một chuyến. Đi cùng với Thành Luân sao? Cứ cho là như vậy. Hai con đã thành thân rồi, phải thì là phải, sao lại cho là vậy được? Chuyện của các con ta không có quản. Các con muốn đi đâu chơi thì cứ đi. Có Thành Luân rồi, ta cũng yên tâm. Xin dừng đại nhân, đồng tướng quân xin dừng bước. Có chuyện gì? Trong động này có rất nhiều gã trẻ, nếu chúng ta đi thành một nhóm để tìm Kim Kê, sợ là tỷ lệ quá thấp, chi bằng chia nhau hành sự. Chỉ cần có người tìm được Kim Kê, chúng ta có thể lập công cho Huyền Vũ rồi.
hai ngươi là người của Quyền Mục ta, nhưng mà có một vài người không phải là người Quyền Mục. Ai mà biết hắn có tâm tư nào khác hay không? Bên trong Ngưu Yên nguy hiểm dị thường, hai ngươi đơn độc hành động là quá nguy hiểm. Hay như vậy đi, hai ngươi thành một nhóm đi vào bên trong tìm thử. Nếu không tìm được kim kê, giữ cho người khác cũng là một việc tốt. Tướng quân nói rất phải. Xin chân đại nhân thấy có được không? Tùy ý các ngươi thôi. Vậy chúng ta hẹn gặp bên ngoài. Đi thôi.